đây chính là nhảy đường số, tăng tốc tiến lên tỏa sáng everywhere I go. 1081 Lý Xuân Lợi. Lý Xuân Lợi là ai ta? Lý Xuân Lợi là bạn Wacking đúng không? Lý Xuân Lợi ai ta? 1081 Lý Xuân Lợi. Khu phố Chipu được mệnh danh là khu phố nhan sắc mọi người ạ. Tất cả các bạn tuyển thủ trong khu phố ở Chi là kiểu Điều đầu tiên mà bạn ấn tượng Chi á là bởi ngoại hình. Phải công nhận là đẹp trai. Nhan sắc thì cũng quan trọng á, nhưng mà mình thích xem thực lực hơn. Không biết ở đây có ai là B-boy muốn lên battle với Lợi không ạ? Cô Hy đã tới, chắc chắn phần của nào đó phải thuộc về cô Hy. Nghe nói là cô Hy là một người đầu tiên mà nhảy breaking ở Việt Nam ấy. Khi mà cô Hy collab mình ấy, mình rất vinh hạnh ấy để đấu được người old school. Người mà trong cộng đồng nhảy lâu lắm rồi. Wow. Nếu mà đã để cô Hy battle rồi thì thôi, như là xong chuyện. Chúc mừng hai bạn. Hai khăn luôn hả? Hơi dễ, phải xét lại một tí. Chị có thể hỏi một chút là bạn đến từ đâu không? Mình là người Anh gốc Việt, nhưng mà chuyển đến Việt Nam 3 năm rồi. Và bạn đến Việt Nam để làm gì?
đến đây là làm này làm kia, đến đây là làm này làm kia. Vậy thì bạn có đang enjoy cái moment quảng khăn này không ạ? Yeah. Trước tham gia chương trình nhảy đường phố, mình chưa biết Chibu là ai. Nhưng mà lúc mà Chibu bước lên sân khấu thì Chibu rất là xinh đẹp. Đề nghị ngưng thả thính tôi. Không chấp nhận. Bạn có thể giới thiệu về mình không? Đây là cô Hay Mình. Uh-huh. Mình đang trong quá trình chuyển giới. Thực sự là khi nghe câu chuyện của bạn thì chị rất muốn trao cho bạn một cái ôm, tại vì bạn là một người rất kiên cường và sau 10 năm breaking mà hôm nay bạn vẫn làm được những dịch skill mà chị nghĩ rằng là wow, respect, cảm ơn bạn rất nhiều. Song Linh và Gia Linh ạ. Song Linh Gia Linh hả? Bây giờ thì đến với một người mà đi theo thể loại điên đạo nhá. Có ai theo trường phái này không ạ? À, thưa quý vị, Đăng Quân, một người quen. Nếu như mà mọi người có theo dõi mình cũng như Đăng Quân trước đó bởi So You Think You Can Dance thì mọi người có thể biết đó là hai cậu bạn 16 tuổi cùng nhau, một người quán quân, một người áo quân của chương trình. Xem bạn nhảy mà chi rơm rớm nước mắt luôn á. Chi xem Đăng Quân diễn mà chi rưng rưng nước mắt luôn á. Rồi chị cảm thấy đã lâu lắm rồi mình mới được thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật thực thụ như vậy. Sao cái năng lượng của bạn á, nó cho chi nhìn thấy rằng là bạn yêu nhảy múa nhiều đến thế nào, bạn đam mê nhảy múa nhiều đến thế nào. Thực sự là giây phút này trái tim đã chạm đến trái tim. Mình nghĩ rằng là có rất nhiều người đang luyện tập những cái skill bên ngoài
mà mọi người không thật sự luyện tập những cái ở bên trong. Còn của Đăng Quân thì mọi thứ từ bên trong của bạn ấy vô cùng mạnh. Các bạn có biết không? Người ta thường làm một cuốn phim như cách người ta làm một bài nhạc. Là bởi vì cái cuốn phim đó nó phải đi theo cái cảm xúc giống như là một bài nhạc dẫn khán giả đi. Thì ngược lại, khi chúng ta đến với một bài nhạc mà diễn đạt nó không những chỉ bằng lời ca hay là bằng những động tác như các bạn, thì chúng ta cũng diễn đạt một bài nhạc như một cuốn phim. Nó là một câu chuyện mà chúng ta muốn mang cái thông điệp đến cho khán giả, không những chỉ là những động tác mà các bạn đã tập trong suốt những năm qua, mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là các bạn bỏ những động tác đó vào cái khuôn nhạc nào, thời điểm nào, và các bạn tạo ra loại cảm xúc gì khi bật ra động tác đó. Nó có mang đến thông điệp cho người khác không? Nó có chạm được vào trái tim của người khác không? Với quyết định ngày hôm nay, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì chị nghĩ rằng là đây không chỉ là một màn thi mà nó còn là một màn trình diễn rất là tuyệt vời để dành tặng cho tất cả các anh em ở đây. Cảm ơn Quân. Lý do tại sao mà đến bây giờ tụi mình vẫn rất là thân với nhau, bởi vì mẹ của mình và mẹ Đăng Quân đều bị bệnh và mất cùng một lý do. Hai anh em mình có đặt ra một cái lời hứa với nhau và đặt mình phải làm lại được cái điều mà mình đã hứa với nhau 6 năm trước. Tụi mình sẽ dắt tay nhau vào chung kết.